Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam. Tạm quên đi những phần thi tài căng thẳng và gay cấn của các thí sinh. Ngày hôm nay, giám khảo Tịnh Hải sẽ tự tay trổ tài thực hiện một món ngon truyền thống của xứ Kinh Thành Huế với nguyên liệu chính là hạt sen tươi. Hạt sen ngon nhất chính là phần hạt được lấy từ sen của Hồ Tịnh Tâm nằm phía đông bắc Hoàng Thành. Cách đây hàng trăm năm đã nổi tiếng là nơi trồng sen nhiều với hoa sen và hạt sen thơm ngon, đậm đà nhất của Kinh Thành Huế. Ngày nay, sen vùng này trở thành món quà quê đặc trưng của Huế, được nhiều người biết đến. Một hình thức thăng hoa nhất của món ăn với sen chính là chè hạt sen bọc nhãn lồng. Hạt sen màu trắng ngà, ngào ngạt hương thơm, được rửa sạch và hấp chín bở, sau đó gói trong phần thịt nhãn mềm mại, giòn tan, rồi cho vào nấu với đường cát trắng hay đường phèn trong vắt cho đến khi sôi nhẹ, rồi khuấy đều tay, lửa đều để phần nước trong không vướng đục. Phần kết hợp đặc biệt này đã tạo nên sự hài hòa thanh khiết, rất thích hợp với khẩu vị của nhiều lứa tuổi khác nhau. Một bát chè hạt sen nhãn lồng ngọt mát, thanh tịnh cho mùa hè nóng bức, thật hấp dẫn phải không quý vị? Còn rất nhiều món ăn ngon sẽ xuất hiện trong tập 17 Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2013 trên kênh VTV3. Và chương trình đồng hành phát sóng vào lúc 11 giờ 55 phút hàng ngày cũng trên kênh VTV3.